Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị cùng theo dõi bản tin 113 online chiều ngày 20 tháng 4 với những tin tức về an ninh trật tự cập nhật. Thưa quý vị, Tòa án Nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Phụng, trú tại tỉnh Ninh Thuận, án tử hình về tội giết người. Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn từ trước nên rạng sáng ngày 15 tháng 5 năm ngoái, Phụng đã lấy cây dựa tự chế bằng kim loại chém liên tục nhiều nhát cho đến khi ông Cao Hồng Lân tử vong tại chỗ. Sau đó, Phụng sử dụng cây dựa tự chế trên chém nhiều nhát vào vùng trọng yếu của con và vợ ông Lân, gây thương tật 46% và 88%. Với tính chất côn đồ và hành vi hết sức dã man, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Phụng mức án tử hình. Sau gần 24 giờ đồng hồ gây án, tên cướp dùng bình xịt hơi cay cướp tiệm vàng ở Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Bình Dương. Vào khoảng 17 giờ chiều ngày hôm qua, đối tượng bị bắt khi đang chuẩn bị rời Bình Dương đi thành phố Hồ Chí Minh. Danh tính của đối tượng được xác định là Thái Văn Trường, 32 tuổi, trú tại tỉnh Đắk Lắk. Bước đầu, cơ quan công an xác định vào khoảng 2 giờ chiều ngày 18 tháng 4, Trường thuê xe máy đi tới tiệm vàng Mỹ Hoa Kim và quan sát. Cho đến khoảng 4 giờ chiều cùng ngày, Trường quay lại và thực hiện hành vi cướp tiệm vàng. Quá trình bỏ trốn, Trường đón xe khách về tỉnh Gia Lai, rồi xuống xe ở giữa đường, đón xe khác vào lại Bình Dương. Lực lượng trinh sát đã trắng đêm truy xét và lần theo dấu vết của tên cướp đến Bình Dương và bắt giữ thành công. Số vàng đối tượng cướp được bao gồm bông tai, vòng vàng, dây chuyền có trị giá hơn 2 cây vàng đã được lực lượng công an thu giữ và tiến hành trao trả cho chủ tiệm vàng. Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp thay đổi phương thức di chuyển để tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ. Tại khu vực xã Giang Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Quỳ Hợp đã bắt giữ đối tượng Lô Thị Vân, trú tại huyện Đô Lương, về hành vi vận chuyển trái phép 2.000 viên ma túy tổng hợp. Đối tượng Vân thường xuyên móc nối với các đối tượng từ khu vực biên giới huyện Quế Phong, hình thành một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chân ma túy từ huyện Quế Phong đi các huyện Quỳ Hợp, Đô Lương, Tân Kỳ và các vùng phụ cận để tiêu thụ. Nằm tiếp giáp với Lào và Trung Quốc, gần khu vực Tam Giác Vàng, trung tâm sản xuất ma túy lớn nhất của thế giới, tỉnh Điện Biên được xác định là địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy. Chủ động ngăn chặn ma túy từ xa, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng mở nhiều đợt tấn công truy quét tội phạm ma túy. Riêng quý 1 năm 2024, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên đã phát hiện bắt giữ 335 vụ với 388 đối tượng phạm tội về ma túy, tăng vật thu giữ trên 12.000 gram heroin, trên 182 gram thuốc phiện, 20.414,98 gram ma túy tổng hợp cùng nhiều tăng vật liên quan. Trong những năm qua thì địa bàn tỉnh Điện Biên thì luôn được xác định địa bàn trọng điểm về ma túy. Nguồn ma túy vào địa bàn tỉnh Điện Biên thì chủ yếu là heroin, thuốc phiện và ma túy tổng hợp các loại. Bên cạnh đó thì lực lượng và các cái đối tượng là rất là manh động, liều lĩnh và có thể sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng để chống trả lại lực lượng chức năng. Điện Biên có 455,573 km đường biên giới giáp với Lào và Trung Quốc. Trên tuyến biên giới có các cửa khẩu quốc tế, quốc gia và cửa khẩu phụ. Đây là điều kiện thuận lợi cho giao thương, phát triển kinh tế, xã hội. Song đây cũng là điều kiện để các đối tượng lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy từ ngoài vào Điện Biên, rồi vận chuyển đi các tỉnh, thành trong cả nước hoặc tiếp tục vận chuyển đi nước thứ ba. Vì vậy, công tác phối hợp đấu tranh giữa Công an tỉnh Điện Biên với các lực lượng và các nước láng giềng luôn chặt chẽ. Trong lĩnh vực phòng chống tội phạm thì có thể nói là đặc biệt là tội phạm phòng chống về ma túy thì lực lượng phòng chống ma túy của Công an tỉnh đã phối hợp hết sức chặt chẽ và có thể nói là hiệp đồng chiến đấu đạt cái hiệu quả cao nhất đối với cái lực lượng biên phòng, phòng chống ma túy của biên phòng. Bên cạnh đó thì thực hiện có hiệu quả kế hoạch 376 về hợp tác phòng chống ma túy giữa Việt Nam và Lào, rồi cái hợp tác phòng chống ma túy và tội phạm với thành phố Phổ Nhĩ của Vân Nam Trung Quốc thì có thể nói là chúng tôi sẽ thực hiện quyết liệt hơn nữa. Trong dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, để góp phần cùng với các lực lượng khác làm trong sạch địa bàn, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bám nắm địa bàn để xây dựng các phương án đấu tranh, triệt phá các đường dây ổ nhóm và ngăn ngừa phát sinh các tụ điểm liên quan đến tội phạm ma túy. Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, từ công tác tuyên truyền, từ công tác rà soát cái số người nghiện, người sử dụng trái phép trên địa bàn, rồi các điểm
tụ điểm phức tạp về ma túy để chủ động triệt xóa, cũng như là tập trung vào các cái đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy, đặc biệt là các cái đường dây mà liên quan đến có yếu tố người nước ngoài từ bên Lào vận chuyển về, để tập trung đấu tranh. Bên cạnh đó thì chúng tôi phối hợp với các lực lượng tiến hành rà soát các cái điểm dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên địa bàn để từ ký cam kết cũng như là tổ chức rà soát kiểm tra. Thời gian tới, công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn nói chung, công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn về ma túy nói riêng được lực lượng chức năng tiếp tục chú trọng, để người dân cũng như du khách đến với cực Tây của Tổ quốc thời gian này sẽ nhận thấy Điện Biên Phủ là điểm an toàn và thân thiện. Đêm qua, xe giường nằm đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua tỉnh Đắk Nông đã bốc cháy dữ dội. May mắn 24 hành khách trên xe đều an toàn. Cụ thể, vào gần 12 giờ đêm, xe khách biển kiểm soát 82B00410 chở 24 hành khách lưu thông trên quốc lộ 14 hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đắk Lắk. Khi tới địa phận xã Thuận An, Đắk Min, Đắk Nông thì xe bất ngờ bốc cháy. Phát hiện xe cháy, tài xế đã đánh lái tấp xe vào ven đường, mở cửa và hô hoán, hỗ trợ 24 hành khách thoát ra khỏi xe an toàn. Dù lực lượng phòng cháy chữa cháy địa phương đã nhanh chóng có mặt triển khai các biện pháp chữa cháy, nhưng ngọn lửa bốc lên dữ dội nên chiếc xe gần như bị cháy rụi hoàn toàn. Nguyên nhân cháy đang được điều tra làm rõ. Liên quan đến vụ lật thuyền tại khu vực lòng hồ thủy điện Sơn La vào tối ngày 17 tháng 4, địa phương đã huy động gần 400 người tham gia tìm kiếm, nhưng cho đến sáng ngày hôm nay vẫn chưa tìm thấy các nạn nhân. Khu vực thuyền gặp nạn có độ sâu khoảng 45 cho đến 50 mét. Qua kiểm tra sơ bộ của lực lượng chức năng, thuyền bị lật úp khi chìm nên rất có thể các nạn nhân đang bị mắc kẹt trong thuyền. Hiện các lực lượng đang tìm cách lật ngược thuyền trở lại để tìm các nạn nhân. Vụ lật thuyền xảy ra vào ngày 17 tháng 4 tại vùng ngập lòng hồ thủy điện Sơn La thuộc địa bàn bản Co Lệ Cũ, xã Nậm Mạ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Mưa lớn kèm theo gió lốc xoáy làm lật thuyền sắt có tải trọng 50 tấn do anh Phan A Công điều khiển. Khi thuyền lật, 5 người rơi xuống sông. Lái thuyền Phan A Công đã cứu vớt được 2 người, hiện còn 2 người vẫn mất tích. 8 ngày sau sự cố sập hầm đường sắt Bãi Gió, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, hàng trăm công nhân vẫn đang miệt mài làm việc ngày đêm để phấn đấu thông tàu vào ngày 22 tháng 4. Và sáng ngày hôm nay, hơn 250 công nhân cùng với các trang thiết bị chuyên dụng vẫn dồn lực thi công ngày đêm để khắc phục sự cố sập hầm đường sắt Bãi Gió. Giám đốc điều hành dự án gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh Nha Trang thuộc Ban Quản lý Dự án 85 Bộ Giao thông Vận tải cho biết việc khắc phục đang đúng kế hoạch, đáp ứng tiến độ. Ngày hôm nay sẽ đào lấn dần vị trí sạt lở, lắp dần các khung, tổ chức phun chống thấm, đảm bảo cấu kết cũng như an toàn tuyệt đối trong quá trình thi công. Những ngày vừa qua, các đơn vị thi công đã thực hiện được 39 mũi khoan, trong đó có 2 mũi khoan từ sườn núi xuống và 37 mũi khoan bên trong hầm để bơm bê tông áp lực cao, tạo sự kết dính ổn định. Ước tính vẫn còn khoảng 150 mét khối đất đá sạt lở ở bên trong hầm. Tiếp theo chương trình là những thông tin về truy nã tội phạm. Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Công an huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu đã ra quyết định truy nã số 01 ngày 18 tháng 2 năm 2018 đối với đối tượng Giàng Thị Xia, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tại bản Sắp Ngụa 1, xã Phúc Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu về tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy. Cũng phạm tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy và phải nhận quyết định truy nã số 03 ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Công an huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu là đối tượng Quảng Thị Đó, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại xã Nong Hẻo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Còn về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, Công an huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu cũng ra quyết định truy nã số 02 ngày 20 tháng 9 năm 2021 đối với đối tượng Vàng Văn Niên, sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú tại xã Lùng Thàng, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Và đối tượng Cầm Văn Thường, sinh năm 2002, hộ khẩu thường trú tại xã Mường Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, phải nhận quyết định truy nã số 14 ngày 9 tháng 12 năm 2020 của Phòng Cảnh sát Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an tỉnh Lai Châu cũng về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Số máy đường dây nóng của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an
069-234-5860 hoặc 069-232-1667 luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn. Đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.